Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông chủ tịch nước bị tước quyền lực và bị giám sát nhất cử nhất động. Vì sao nên nổi? Biết rằng chính chức chủ tịch nước là hữu danh vô thực, tuy nhiên những nghi lễ cấp nhà nước đều được ông chủ tịch nước thực hiện. Khi ông chủ tịch nước còn khỏe hoặc không bận công tác thì không đến lượt bà phó chủ tịch nước làm thay. Được biết những ngày gần đây ông Phúc đi các tỉnh thành nói chuyện với các chính quyền cấp tỉnh. Ông thường nói về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây được xem là hành động lấy hình ảnh, bởi thực tế ông Phúc không có thực quyền. Dù có hô hào cải cách thì cũng chẳng ai cải cách cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Đón tiếp hay đi công tác nước ngoài mới là vai trò chính của ông chủ tịch nước. Vai trò đối ngoại quan trọng hơn vai trò đối nội. Việc đi thăm thú công tác đối nội chỉ là cách để đưa hình ảnh lên báo, bởi chủ tịch nước đến nơi nào thì buộc nơi đó phải đón tiếp. Để muốn biết xem quyền lực của ông Phúc như thế nào thì hãy xem vai trò đối ngoại của ông. Được biết mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga sang thăm Việt Nam, chỉ có ông Trọng và ông Chính tiếp đón. Trong khi đó, ông Phúc chỉ tiếp những đại sứ các nước đến chào từ biệt. Và tiếp theo đó là ngày 15 tháng 7, tiếp giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương và bà Võ Thị Ánh Xuân. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc đi đến đâu thì cũng có ông Phan Đình Trạc kế bên. Trong Bộ Chính trị, ông Trạc là phó ban cải cách, ông Phúc làm trưởng ban. Trước đây, ông Quang làm chủ tịch nước kiêm trưởng ban này, thường ông Quang đi một mình. Bây giờ, có những nơi không quan trọng lắm, việc cũng không cần gấp lắm, mà ông Phúc đi đâu là ông Trạc đi theo đó. Vậy để ông Phan Đình Trạc theo sát ông Phúc là dấu hiệu rất bất thường. Ông Trạc ngoài chức phó trưởng ban thường trực cải cách tư pháp ra, ông còn là trưởng ban nội chính trung ương. Cũng cần biết một chi tiết quan trọng về ban nội chính này, đó là nhiệm vụ theo dõi những đối tượng cao cấp dính chàm. Đây là nhiệm vụ để hình thành nên ban nội chính từ thủa ngay ban đầu. Như vậy, việc ông Trạc luôn theo sát ông Phúc được đồn đoán là giám sát ông Phúc. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc, người được cho là đang phân công giám sát ông Phúc. Đối với một số vụ án quan trọng có ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có liên quan đến cán bộ cấp cao ở Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần cho phương hướng chỉ đạo, thì Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị ý kiến đề xuất. Việc này, ông Nguyễn Bá Thanh đã từng làm với vụ án Dương Chí Dũng và ông Thanh đã có cái kết quả rất bi thảm vì phe bị theo dõi quá mạnh. Lần này, ông Trạc theo dõi ông Phúc xem ra thuận tiện hơn ông Thanh theo dõi ông Dũng trước đó. Ban có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi việc chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hoạt động chống và phòng ngừa tội phạm. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thẩm tra và đề xuất ý kiến về việc bố trí, đề bạt cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Xem lại suốt quá trình của Ban Cải cách Tư pháp Trung ương từ các nhiệm kỳ trước và ngay cả nhiệm kỳ này trước vụ Việt Á, các hoạt động của ban này không có gì nổi bật hay đáng chú ý, gần như bị lãng quên. Tuy nhiên, từ khi vụ án Việt Á nổ ra, bị hạn chế một số công tác, ông Phúc đã dành thời gian tập trung hoạt động ở ban này. Và việc ông Trạc đi cùng mọi nơi là một dấu hiệu cho thấy có sự kiểm soát, theo dõi ông Phúc, chứ không phải vì công việc của Ban Cải cách Tư pháp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chưa biết đang làm gì với ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là những dấu hiệu bất thường và những tiên đoán của giới thạo tin. Rất có cơ sở để nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị giam lỏng ngay tại chiếc ghế mà ông đang ngồi. Ở thượng tầng chính trị, ông Phúc rất nhiều kẻ thù. Đã vậy, còn để người nhà lợi dụng tên tuổi của ông để làm ăn thì xem ra số phận chính trị của ông Phúc kéo dài lâu lắm là 3 năm nữa, đến hết nhiệm kỳ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng chỉ ông ngắm vào Đinh Tiến Dũng, Hồ Đức Phước đứng cạnh có bị ăn đạn hay không? Ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay, đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Từ khi nhậm chức Bí thư Thành ủy, ông Đinh Tiến Dũng khá khép kín, không giống với hình ảnh của ông khi còn là người đứng đầu của Bộ Tài chính. Đây được xem là hành động đi nhẹ, nói khẽ của ông cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính vì có tin ông Tổng Trọng đang nhắm vào ông và sẽ xử lý trong thời gian sắp tới. Đây là hình ảnh ông Tổng
đang làm nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khiếp sợ. Hồi tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng, đương kim Bí thư Hà Nội, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm cho thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lúc đó, thì Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ của nhà nước. Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và kiểm tra với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán để Ủy ban Kiểm tra Chứng khoán Nhà nước tiến hành một số văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu lên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những sai phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước khi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ vào tháng 4 năm 2021, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5 năm 2013 cho đến tháng 4 năm 2021 và Tổng Kiểm toán Nhà nước trước đó từ năm 2011 cho đến năm 2013 và Bí thư tỉnh Ninh Bình vào năm 2010 cho đến 2011. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng đang trong tầm ngắm của ông Tổng Trọng. Đấy là án treo mà ông Tổng Trọng lập ra để đấy, đợi khi rảnh tay sẽ xử tiếp. Như vậy là Đinh Tiến Dũng đã rơi vào tầm ngắm của ông Tổng từ 10 tháng trước. Ông Trọng chỉ cần bóp cò là sự nghiệp chính trị của ông Đinh Tiến Dũng xem như xong. Và xem ra cũng không còn bao lâu nữa, ông Đinh Tiến Dũng sẽ nhận hình thức kỷ luật hoặc cách chức hoặc thuyền chuyển công tác. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Đinh Tiến Dũng bị đưa vào tầm ngắm thì ông Hồ Đức Phước, người kế nhiệm ông Đinh Tiến Dũng có bị ngã theo hay không? Câu trả lời là rất có thể. Hồ Đức Phước rất dễ bị dính đạn lạc của ông Tổng. Được biết, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 17. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp này. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét và kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020 cho đến 2025. Đây là hình ảnh Hồ Đức Phước khó thoát nếu Đinh Tiến Dũng vào lò. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Đảng ủy, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hiệp thương giá, kiểm tra giá, hiệp thương với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá. Các ông bao gồm Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Nguyễn Văn Thuyền, Phó Cục trưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Cục Quản lý giá đều bị kỷ luật. Những người này trước kia là thuộc hạ của ông Đinh Tiến Dũng, nay lại là thuộc hạ của ông Hồ Đức Phước. Cũng cần chú ý là ông Trần Cẩm Tú kỷ luật Đảng ủy, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính hai nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ thứ nhất là 2015 đến 2020, đây là nhiệm kỳ của ông Đinh Tiến Dũng. Và nhiệm kỳ thứ hai là nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025, đây là nhiệm kỳ của ông Hồ Đức Phước. Như vậy, rất có khả năng ông Hồ Đức Phước cũng ăn đạn theo. Được biết, có tin sắp tới, ông Đinh Tiến Dũng sẽ nhận mức cảnh cáo bay chức Bí thư Hà Nội, sẽ bị điều về Học viện Chính trị Quốc gia cho ông Nguyễn Xuân Thắng quản lý.